Xin chào tất cả quý bà con cô bác anh chị. Thì hôm nay là Thảo đi giúp cho những hoàn cảnh khó khăn đó quý bà con cô bác anh chị. Thì được bà con giới thiệu đến đây gặp hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng của chú Hai, năm nay cũng lớn tuổi mọi người. Thì chú Hai lụm ve chai quý bà con cô bác anh chị. Thì hiện tại là có hai vợ chồng. Thì ở phía trước nhà của chú Hai, khi mà Thảo lại là Thảo thấy là hình như là chú Hai có thờ Phật nữa mọi người. Ở phía trước bảng để là Đông Thiên Môn như này mọi người. Bây giờ mời tất cả quý bà con cô bác anh chị vào thăm hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng chú Hai nha quý bà con cô bác anh chị. Dạ con chào chú Hai. Dạ con nghe nói là bà con chia sẻ là mình tên Hai Sến ha chú Hai. Dạ. 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 Ồ thì hôm nay là Thảo lại bất ngờ thì Thảo thấy là chú Hai có mấy cái tượng rất là lạ quý bà con. Cái này là cái am hồi xưa mới làm thêm. À vậy là cái căn nhà này hồi xưa là cái am hả, hả chú Hai? Am hồi xưa trống lỏng hả. Dạ. Về đây thì bà chuyển làm. Dạ. Bà chuyển làm hả? Dạ. Bà năm bà. Năm bà. Cái đó là chắc là năm mạng ngũ hành hay gì phải không cho chú Hai? Năm mạng ngũ hành. Dạ. Còn bà này là bà Tây Dương Mẫu. Dạ. Thì mọi người thì hôm nay đến giúp cho những hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng của chú Hai Sến đó mọi người. Thì gặp được các tượng Phật, tượng bà rất là lạ nè mọi người. Hồi đó giờ là Thảo chưa từng thấy luôn. Cái này tự ta tự làm. Dạ. Cái này là Võ Thị Sáu. À cái này là Võ Thị Sáu hả? Ờ. Dạ. Còn cái này là công chúa công chúa chồng bị chém đó. Công chúa gì quên rồi tên rồi. À cái đó lịch sử. À lịch sử. À Mỹ Châu. Mỹ Châu, chú Mỹ Châu ha. Mỹ Châu. Dạ. Còn cái này là chắc là bà hả phải không chú Hai? À bà Tây Dương Mẫu. Bà Tây Dương Mẫu. Ở đây mọi người. Còn ở trên đó thì mẹ Quan Âm. Quan Âm. Còn ở đây là gì chú Hai? Bà nội. Này bà nội hả? Đây à, bà nội. Rồi ở trong đó. À, là cũng là Thánh Mẫu. Thánh Mẫu ha. Dạ. Dạ. À, chú Hai cho con xin phép con quay mấy này tại vì con Thảo thấy cũng hơi lạ đó mọi người. Dạ. Còn cái này còn bên đây cho là gì chú Hai? Nào. Đây nè. Như cái này hình vẽ này là sao chú Hai? Cái này là hai vị tướng của bà Tây Dương Mẫu, tướng trời. Dạ hai vị tướng trời vậy. Dạ. Vậy là bên đây. Bên đây người, đây người. Như bên đó. Dạ. À. Ờ chú Hai ở đây à. Còn cái này hình cốt là Lôi Chấn Tử Thiên Lôi. À Lôi Chấn Tử hả? À. Đây nè mọi người. Cái này là tự mình tạc luôn hay sao chú Hai? Chuyển mình làm luôn. Là cái tiền đâu mà mua. Dạ. Thì ở đây là Lôi Chấn Tử, ở đây chắc là cái cánh quá. Cánh à. Dạ hai cái cánh. Ở bên đó cũng là cái cánh đó mọi người. Ở đây có đính nè bà con. Cái này là bằng cái gì? Mình gắn ra cũng như mình là cái dạ. trên da nó có hộp đó. Dạ, để xi măng vô luôn hả chú Hai? Dạ. Còn cái này là cây búa. Cây búa Thiên Lôi. Dạ, rồi cái này là cái đồ mà để đánh đó ha. Đánh. Dạ. Ở đó giờ thì Thảo chưa có thấy mấy cái tượng cũng lạ mọi người. Dạ. Ở tay có thờ phán nha, phán nha. Dạ. Hay lắm, hay lắm. Dạ. Ồ vậy là ở đây là chắc có nhiều món bảo bối rồi. Chú Hai có làm đó chú Hai. Dạ. Còn ở trong này, ở trong này là cái hình của ông Tử Vi Đại Đế. Ông Tử Vi Đại Đế. Dạ. Rồi cho con xin phép tham quan luôn hết chú Hai. Thì hôm nay Thảo đi quay hoàn cảnh khó khăn, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hai vợ chồng của chú Hai Sến nha mọi người. Nhưng mà vào ở trong căn nhà của chú Hai có rất là nhiều cái tượng như bảo bối rất là lạ mọi người. Ô cái này nữa nè. Cái này chắc cái cây tích cỡ cây gì? Cây gậy của Phật Tổ Quang. Cây này là cây gậy của Phật Tổ hả? Ờ. Dạ. Còn cái này là tích trượng của Phật, cứu Phật luôn ban cho.
là cái cây màu vàng phải không chú hai? À, cây màu vàng. Cây màu vàng trong nữa ha. Ờ. Cái này cái nón. Là cái nón. Dạ. Thì ở trên nè có để chữ ám. Cái này là chữ vàng. Cái gôi đã thần tiên. Dạ. Cái gôi đã thần tiên. Dạ. Của toàn là Phật tổ không? Ồ, cái cây này còn bự dưới nè. Cái cũng là Phật tổ phiếu là biểu làm. Ờ, cái này vậy là ông Rồng. Rồng. Dạ, ừ. Ông Rồng nè mọi người. Ôi ôi, bữa nay quay quay độc lạ cho mọi người xem luôn nè. Ồ. Còn đây nguyên con Rồng luôn nè ta ơi. Ừ. Này nè bà con. À, Rồng cũng Rồng trời. Rồng trời ha. À. Dạ. Chú hai cho con xin phép vào trong được không chú hai? Dạ dạ. Dạ. Bà ơi, khỏe không bà? Bánh bì ao 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 bánh bì ao. Chú hai, đây căn công đức luôn nè mọi người. Nếu mà vậy là căn được không chú hai? Đâu có. Mình để tượng chân nha. Cái này là tượng chân. Dạ. Nhưng mà để có là mình có trách nhiệm là mình căn cái tậu phước. Dạ. À, thì ở đây thì Thảo thấy là ở chứng giữa thì chú hai để là cha Ngọc Hoàng Thượng Đế nè. Dạ. Ở bên đó là gì vậy chú hai? Là tiên nữ của hầu của bà Địa Mẫu. À, tiên nữ. Đây là mọi người cầm cờ. Dạ, cầm cờ ha. Dạ. Ở trên đó thì Phật Phật Thích Ca đó, chắc mẹ Du Trì. Mẹ Du Trì rồi đen là mẹ Du Trì, còn trắng là mẹ Quan Âm. Dạ, ở trên là chắc Phật Tổ ha. Phật Tổ. Dạ. Còn dưới đây thì Thảo thấy rất là nhiều tượng Phật luôn nè mọi người. Ở đây có bình hồ lô nữa nè nghe quý bà con. Bình hồ lô nè. Bởi vì tôi sứ mạng tôi là 2.000 tỷ là tôi dạy đăng trên trời mỗi một ngày phải sức hồn về trời dạy trên 2.000 tỷ. Dạ. Là phá một, còn phá thứ hai là 500 tỷ. Dạ, 500 tỷ là tức là 500 tỷ năm hay là... Hay 500 là... tỷ. 500 tỷ là sao? Cũng như 1 tỷ, 1 tỷ, tỷ gì đó. Dạ. Là 500 tỷ. Dạ. Bởi vì tôi mỗi ngày phải sức hồn về trời, phải dạy cho là 2.000 tỷ. Dạ. Còn cái phá thứ hai đó là để dự bị. Bởi vì cũng như nước Đức, Tây, Tàu, Pháp, Ý, Ba Lan, là Thái Lan, Trung Quốc, là Miên. Là mỗi lần về là 50 tỷ linh hồn. Dạ. Để đây làm gì? Đó là để cũng như lập đời trở lại để cho hạ phàm xuống làm dân thế. Dạ. Cái đó là giống chắc như mình dạy các linh căn đó. Dạ, dạy là linh căn tức là cái linh hồn. Dạ, linh hồn mà khi về trời hả? Về trời. Dạ. Bởi vì các nước bị đói khát quần áo, các tao tả tơi không có quần áo. Tôi phải cho ăn cơm. Dạ. Biến ra cơm. Dạ. Rồi biến ra nước thì nước nhờ rồi nước cam lồ của mẹ Quan Âm bà giao cam lồ. Dạ. Trách nhiệm. Dạ. Rồi tứ ra cho uống. Dạ. Rồi xong mới cho quần áo bận. Dạ. Ăn bận rồi bận xong rồi có mấy tôi mới vẽ ra rồi kêu ra ngoài ra đằng trước. Dạ. Rồi tôi mới cúi vợ cái mấy tay tôi vẽ vòng tròn vậy. Dạ. Không bắt đầu mới đem về trời nạp. Dạ. Về trời. Dạ. Nếu mà vậy chú hai cho có thể là cho con biết cũng như là bà con mà cũng như các chị mà Phật tử mà tin về tâm linh mà Phật pháp á. Dạ. Là mình có thể tiết lộ là mình là gì không biết chứ. Dạ. Để bây giờ mình cầu lại nha. Cậu là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dạ. Tức là trong dòng hoàng tộc của tôi là người anh cả. Dạ. Thấy không? Để tôi lại coi hàng thứ mấy. Thứ ba.
là các cái hữu duyên trong cái dịp này mới gặp là cũng như anh em trong hoàng tộc của trong cái cung trời. Dạ. Tôi nói vậy. Dạ. Còn thí dụ như cậu chú hai á, chú hai mình có thể tiết lộ cho bà con là mình là vị gì không? À, mình là vị gì ở trên đó? Ở trên là tôi là thái tử của Ngọc Hoàng Thượng Đế, là người thứ nhất. Dạ. À, dạ. Là chỉ có 9 anh em. 9 anh em. À, dạ. Mới tìm được là hai vị ở thành phố. Dạ. Là người thứ 5 và thứ 6. Dạ. Và người đây vậy nữa là thứ ba. Dạ. Con hả? Ờ. À. Nếu mà vậy không lẽ con là anh em với bên... Bên con của Ngọc Đế mà, trong hoàng tộc. Dạ. Mới mốt cậu kêu để mẫu á, là phải... Mẹ. Cũng kêu bằng mẹ. Dạ. Ừ. Cái này thì... Kêu bằng mẫu. Người ta là kêu để mẫu, cậu phải kêu à. Kêu. Hoàng mẫu. Hoàng mẫu ha. Là hoàng mẫu là ở trong thiên cung. Dạ. Thiên cung. Dạ. Đây là trong có cái việc mà các người được hữu duyên rồi. Là bữa nay là cũng như là con biết có một người em trả lời. Vậy là bữa nay là con cũng có cái duyên tự động là trên chén mà chứ không hai cái. Chuyển con lại đây. À. Thì hiện tại thì nói chung thì cũng như là Thảo cũng như là người phàm mà bắt thịt quý bà con của anh chị. Thân xác phàm. Dạ. Nhưng mà hồn thiên, tôi nói cho cậu biết. Dạ. Hồn thiên. Dạ. Cái đó thì cũng như là theo cái ý kiến cái riêng nhiệm vụ. Ý kiến riêng của chú Hai Sến. Thì còn hiện tại là sống ở hiện tại cái đời thực như thế này thì Thảo không có dám là mình là ai hết. Chỉ biết là đi giúp từ thiện, giúp cho bà con thôi. Chú Hai cho con, có thể là cho con ô cái này nữa là lạ nữa nè mọi người. Còn cái này còn cái này là hai vị mấy vị rồng giữ ở trên thiên đình. Dạ. Đây nè, mình phải làm cái ngậm châu. Châu chắc ngậm châu ha. Ngọc chú Hai. Ngậm châu. Dạ. Còn ở đây là thần ông tài. Ông Phật thần tài. Ô mọi người thì bữa nay lại quay hoàn cảnh của hai vợ chồng của chú Hai thì Thảo thấy chú Hai rất là tin tưởng về ơn trên, tin tưởng về Phật trời mọi người. Còn ở trên đó là cái bảng là thống sói ha chú Hai. À, Ngọc Đế phong cho là thống sói. Dạ. Là cai quản các vị trời. Dạ. Trên là Ngọc Hoàng Thượng Đế dưới bà Địa Mẫu rồi. Dạ. Dưới là tôi. Dạ. Còn ở bên đó là cái gì à? Tây Dương Mẫu. À, cái là phương của bà Tây Dương Mẫu. Dạ. À, mình thờ các vị ở đây là với ở ngoài đó là mình còn thờ chỗ nào nữa không? À, hết rồi. À, chú Hai. Tới đây là hết. Dạ hết hả? À. Còn mấy cái này là cái mão của như mão vua. Dạ. Ồ Thảo thấy ở đây nữa nè mọi người, rất là nhiều luôn. À, tượng rất là lạ. Cái tượng này là Tam Thái Tử Na Cha. Dạ. Tam Thái Tử Na Cha bà con. À, vậy là bốn mặt hả? Ba mặt vậy là bên ba, đây ba mặt sáu tay. Dạ bên đây. Dạ đây nè mọi người, đây các dòng rất nhiều luôn. Còn cái này là cây thương của Tam Thái Tử nè. Cây thương của Tam Thái Tử. Rồi rồi, rất là lạ mọi người. Còn cái này là cái gì vậy chú Hai? Cái phủ pháp của các vị tiên. À, như cây phất trần ấy hả? Trần đúng không chú Hai? À, cây phất trần. Cây phất trần mọi người. À, chú Hai ơi, như là hồi đó giờ làm chú Hai có chia sẻ là cái này là hồi xưa là cái am. Dạ. Hồi xưa là cái am mà thấy một thời gian hồi lúc trước tôi mới về đó là tôi trị bệnh. Em. Dạ. Nhưng mà giờ hết cái niên hạn rồi. Bây giờ chỉ là đưa các linh hồn các nước trở về trời ăn học. Vậy là ngày xưa là mình cũng là thầy trị bệnh. Thầy trị bệnh. Dạ, nhưng mà sau này là giống như là hết cái niên hạn. Hết niên hạn rồi mình không có trị nữa mà mình chỉ là có cái chức vụ là mình đưa các trời. Linh căn linh hồn về trời để. Dạ. Dạy tu tập là các nước. Dạ. Chính Phật tổ với trời là nói không phân biệt là nước nào, miễn về tới đây thì đưa về trời. Dạ. Dạ. Vậy là hồi
hồi xưa lúc mà cái am như thế này là các vị này có chưa? Nhà gạch tới nhà lá. Dạ, mà cái vị các vị ví dụ như trai Ngọc Hoàng mẹ đi mẫu hay là các bà là có chưa? Chưa. Chưa có cái vị chân ha. Khoảng 5 năm nay. Dạ. Vậy là mình tạc các tượng cũng như là mình cắt lên là khoảng 5 năm nay thôi. Dạ, mới 5 năm nay thôi. Dạ. Dạ. Thì mọi người, đây thì Thảo loại Thảo thấy cũng hơi lạ cho nên này Thảo cũng quay cho bà con xem. Hơn các chỗ. Dạ, rất là lạ luôn mọi người. Có các món bảo bối của chú Hai nữa nè mọi người. Còn bảo bối nào nữa không chú Hai? Có nhiều đó. Thảo thấy cái cây đó là... Thảo thấy cái cây này nè của ông Phật Tổ nè đẹp Phật ghê luôn. Phật Tổ là cầm cây đó là để mà cứu vớt chúng sanh. Dạ. Cái cây Tết Trường là cứu vớt chúng sanh và địa phủ. Dạ, rồi con thấy mấy cái chữ. Chữ án. Án là rồi. Án rồi, là ý nghĩa là sao cho chú Hai? Cái gọi đã thần tiên, chữ án là giống như phá tà phá. Dạ. Hồi nãy con thấy là chú Hai cũng có chắc phán cho anh đó là anh bị gì vậy? Không dám nói tên. À, không nói hai vậy là cái đó là biết rồi ha. À, dạ, bị cái bệnh đó đó ha. Nói tên nó quậy. Dạ. À. Như là quay vòng tròn ấy, dạ. Cái chỗ đó ha. Dạ. Ừ, giống như trắng nó lại chỗ đó ha. Dạ. Bây giờ thì chú Hai ngồi đó đi rồi con tâm sự với gia đình một chút xíu. Hoàn cảnh của hai vợ chồng mình là có mấy đứa con chú Hai Sến? Là hai gái, một trai. Hai gái, một trai ha. Mấy đứa là đủ ăn đủ dùng luôn. Dạ. Thì không có dư giả. Nếu mà vậy chắc ra riêng hay là có ở chung gì không chú Hai? Ở riêng. Dạ, ở riêng hả? Ở riêng. Dạ. Rồi có vợ chồng gì là chắc có vợ chồng hết rồi hả? Có vợ chồng hết trơn rồi. Dạ. Rồi mà chỉ đủ ăn đủ dùng thôi. Dạ, vậy là hiện tại là bây giờ ở trong căn nhà này là chỉ còn có hai vợ chồng của chú Hai mình ở. Dạ. Rồi hằng ngày là mình đi lụm ve chai. Dạ. Dạ, mình lụm ve chai là một ngày được bao nhiêu chú Hai? Cái này một ngày lụm chừng tính theo ngày á là được 50.000. Dạ, là mình lụm từ sáng tới chiều luôn. Tới chiều đó là được 50.000. Dạ. Một ngày chỉ có 50.000 thôi. Dạ. Rồi bác bị cái gì là con thấy là bác hình như bác nói chuyện cũng hơi... Bác ơi, bác nói chuyện được không cái, bác? Cái tai biến. Tai biến hả? Bị tai biến. Mình dạ. Nói chuyện rõ không? Nói đớ vậy đó, không có rõ. Dạ. Cái tai biến của ông là 5 năm, 6 năm rồi. Dạ. Bác tên gì? Lưu Thị Chiêu. Bà nói không có biết Lưu không? Thị Chiêu. Bà nói chuyện không có rõ mọi người. Thì hôm nay con đến đây thấy con được bà con chỉ đến đó để con giúp cho gia đình. Thì trước tiên thì con có ở ngoài xe là con có cái bao gạo. Rồi dạ. Con sẽ đem cái bao gạo vào và con sẽ chích số tiền của Mạnh Thường Quân để con giúp đỡ cho hai vợ chồng của chú Hai ha. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì Thảo có đến nhà của chú Hai Sến. Thì chú Hai thì lụm ve chai đó mọi người. Thì vợ của chú Hai thì bị tai biến. Thì có mấy người con nhưng mà đủ ăn đủ xài mà người ta ra riêng hết trơn rồi. Hiện tại là bây giờ chỉ có hai vợ chồng ở trong căn nhà như thế này. Thì ở trong căn nhà thì có các cái tượng các vị này hồi nãy là tay bà Dương Mẫu. Bà Tây Dương Mẫu, trai Ngọc Hoàng, với các vị Phật đó mọi người. Thì ở trong căn nhà của chú Hai cũng rất là lạ. Cho nên này Thảo cũng quay cho bà con xem. Thì hôm nay thì đến gặp hoàn cảnh của chú thì cũng khó khăn. Cho nên này Thảo chích ra 500.000 của chị Nguyễn Thị Vọng. Con gửi cho chú Hai 500.000. Là Phật Nam Mô Phật Mười Phương Chư Phật chứng ra tấm lòng của chúng sanh. Dạ. Chị Nguyễn Thị Vọng. Nguyễn Thị Vọng. Dạ. Với một bao gạo để cho hai vợ chồng chú Hai ăn tạm mùa dịch ha. Dạ. Dạ. Với 500.000 của chị Trần Thị Vọng để hỗ trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thì chú Hai mình có lời nào nói với bà con cái con kết thúc video. Cái là
Mạnh Thường Quân dạ. có một tấm lòng vàng dạ. và là biết thương nhân loại dạ. đó là một là cái được phước phú quý truyền tàu dạ. tuy là đồng tiền nó mất nhưng mà cái đức nó độ nó còn dạ. đức thì có là sau này dạ. nhưng mà cái được hưởng là hưởng thế gian chứ không phải mà đem cái này mà nói đi về trời được dạ. 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 Thì là mình dạ. giống như làm phước được phước hay dạ. chúng hai dạ thì Thảo xin kết thúc clip là tại đây. Nếu có bà con giúp đỡ cho hai vợ chồng của chú Hai Sến thì Thảo sẽ đến Thảo hỗ trợ và giúp cho chú Hai. Con xin chào chú Hai, con chào con nha. Dạ, dạ. Rồi Thảo dạ xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả. Dạ.